ghi nhận tại phường Thắng Lợi. Thêm một trường mầm non được thành lập mới, trường mầm non Thắng Lợi, có tổng kinh phí đầu tư trên 23,3 tỷ đồng. Niềm vui nhân đôi khi lễ khai giảng của nhà trường được lồng ghép với sự kiện quan trọng này. Để chuẩn bị cho ngày hội, địa phương cùng nhà trường đã lên kế hoạch chi tiết, tổ chức tổng duyệt, sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, khánh tiết và nội dung của buổi lễ, đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Cho đến thời điểm này thì các công tác chuẩn bị của nhà trường cũng như là của địa phương cho cái buổi lễ công bố quyết định thành lập trường mầm non Thắng Lợi cũng như là ngày hội đến trường của bé năm học 2021-2022 thì đến nay cũng đã được hoàn tất về khánh tiết cũng như là công tác chuẩn bị, nhất là cái công tác mà đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid trong cái thời điểm mà diễn biến rất là phức tạp như là hiện nay. Thì nhà trường cũng đã chuẩn bị và lên phương án cũng như là kịch bản để làm sao tổ chức được đảm bảo an toàn nhất cho tất cả các vị đại biểu cũng như là cho toàn buổi lễ được diễn ra thành công tốt đẹp. Tại trường tiểu học Cải Đan, các cô giáo cũng đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho lễ khai giảng không có học sinh. Theo đó, tất cả các nghi lễ như chào cờ, hát quốc ca, tuyên bố lý do, báo cáo vẫn được thực hiện đầy đủ. Các phương án liên quan đến kỹ thuật, đường truyền mạng được nhà trường phối hợp chặt chẽ với đơn vị cung cấp dịch vụ VNPT để đảm bảo lễ khai giảng được phát thông suốt trên trang fanpage của nhà trường, phục vụ phụ huynh và học sinh theo dõi. Để cho phụ huynh và đặc biệt là các em học sinh lớp 1 thấy được rằng là cái việc mà không được đến trường dự khai giảng nhưng các em vẫn được đón chào một cách trân trọng để đến ngôi nhà chung của tiểu học Cải Đan. Thì chúng tôi đã chuẩn bị cái lễ khai giảng này rất là công phu. Và chúng tôi cũng làm một cái nội dung khác biệt, đó là gì? Đó là chúng tôi tổ chức đón học sinh lớp 1 trên hình thức trực tuyến để cho các em nhìn thấy được rằng là các em đã được chào đón một cách nồng nhiệt trên cái nền nhạc truyền thống của trường tiểu học Cải Đan. Gia đình anh Lưu Trọng Thi, tổ dân phố Xuân Gáo, phường Cải Đan, năm nay có con vào lớp 1. Trước thông tin lễ khai giảng được tổ chức online và học sinh toàn thành phố cũng bước vào năm học mới theo hình thức này, gia đình anh đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để con được theo dõi và cảm nhận không khí trong ngày đầu tiên của năm học mới. Nhà trường và giáo viên thông báo là đã khai giảng trực tuyến trên hệ thống của trường và cũng cho các cháu cũng xem. Các cháu thì cũng rất háo hức là được cái ngày đầu tiên được đến dự lễ cái buổi khai giảng, xem nó cái cảm giác nó hồi hộp. Nhưng mà hôm trước thì cháu cũng bảo là lần này con lại không được đi học nữa rồi. Cũng là vì dịch bệnh nên là cũng không được khai giảng trực tiếp ở trường. Để chuẩn bị tốt cho lễ khai giảng sắp tới cũng như các điều kiện triển khai học trực tuyến, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sông Công cũng đã đưa ra nhiều phương án chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các nhà trường. Theo đó, tùy thuộc vào điều kiện của từng trường sẽ phát trực tiếp lễ khai giảng để phụ huynh, học sinh tiện theo dõi, hoặc có một số trường chuẩn bị sẵn nội dung dưới hình thức video, sau đó gửi đường link vào hệ thống tin nhắn SMS, nhóm Zalo hoặc trang fanpage riêng của trường. Ngoài nội dung chung, mỗi trường có thể sẽ triển khai các nội dung riêng phù hợp với không khí ngày tựu trường. Thực hiện theo cái hướng dẫn chung của tỉnh cũng như là của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, thì do Sông Công đang nằm trong cái khu vực có nguy cơ, thế do đó thì về công tác khai giảng năm học thì Phòng Giáo dục cũng đã ban hành các cái văn bản chỉ đạo tất cả các đơn vị trường học trên địa bàn toàn thành phố là thực hiện phương án khai giảng theo hình thức trực tuyến đối với tất cả các trường. Thì đến nay thì công tác chuẩn bị khai giảng của các đơn vị trường thì đã cơ bản xong theo hình thức trực tuyến, và công tác phòng dịch cũng đã được sẵn sàng, các trường đã sẵn sàng để chuẩn bị cho việc khai giảng năm học mới. Có thể thấy, các trường học trên địa bàn thành phố Sông Công đã và đang tích cực, linh hoạt trong xây dựng các phương án ở trạng thái mới, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo khung kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành. Ngành Giáo dục Đào tạo thành phố Sông Công đang hướng tới mục tiêu vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, vừa thực hiện hiệu quả mọi nhiệm vụ trong năm học mới.